Ôn Bích Hà là Phan Kim Liên không thể thay thế trên màn ảnh Hoa ngữ. Nếu ai đã và đang xem bộ phim Mối hận Kim Bình do TVB sản xuất, hiện đang chiếu trên VTV3, không thể nào quên nhân vật Phan Kim Liên xinh đẹp, lẳng lơ, quyến rũ, nhưng trong lòng lúc nào cũng ngổn ngang tâm sự. Sự vào vai của Ôn Bích Hà đã được đông đảo khán giả yêu mến và dành cho tình cảm đặc biệt. Tác phẩm Võ Tòng Huyết Chiến Sư Tử lâu ra mắt, nhưng khán giả không hài lòng với nhân vật Phan Kim Liên do Trương Hy Viện thể hiện. Nhiều người bình luận Ôn Bích Hà luôn là Phan Kim Liên quyến rũ nhất. Ôn Bích Hà vào vai Phan Kim Liên trong phim Mối hận Kim Bình do TVB sản xuất năm 1994. Ngoài Bông hồng lửa Hồng Kông, tác phẩm còn có sự tham gia của Quách Khả Doanh thể hiện nhân vật Lý Bình Nhi, Tăng Vĩ Quyền hóa thân thành Võ Tòng, Tây Môn Khánh do Đơn Lập Văn đảm nhiệm. Vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào có sẵn cộng với lối diễn xuất tự nhiên, Ôn Bích Hà đã thể hiện một Phan Kim Liên rất nhiều cung bậc cảm xúc trên màn ảnh. Từ dáng đi, cử chỉ điệu bộ đến cử chỉ liếc mắt đưa tình của cô đều toát lên vẻ đẹp gợi cảm, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Bên cạnh vẻ quyến rũ, Phan Kim Liên cũng là một cô gái nham hiểm, thâm độc, sẵn sàng hại người khác để đạt được mục đích, cho dù là tỉ muội tình thâm. Song những tâm kế tính toán đó đều bắt nguồn từ những bất công, đau khổ trong cuộc sống của Phan Kim Liên. Ôn Bích Hà đã khiến cho khán giả vừa giận vừa thương cho nhân vật của mình. Theo Sina, khả năng khắc họa vai diễn giúp Ôn Bích Hà có được một nhân vật đẻ đời, sống mãi theo thời gian. Đến nay, Mối hận Kim Bình vẫn được ca ngợi là một trong những bộ phim chuyển thể từ Kim Bình Mai ấn tượng nhất. Tác phẩm không xây dựng theo hướng tình sắc nhiều cảnh nóng, nội dung hời hợt như các phiên bản khác mà trở thành một bộ phim cổ trang với nhiều oán hận tình thù. Trong đó Phan Kim Liên vốn là nha hoàn trong phủ nhưng bị đại phu nhân ghen tuông gả cho Võ Đại Lang xấu xí, thấp bé nghèo khổ. Võ Đại Lang không bảo vệ được vợ khiến Phan Kim Liên chịu nhiều tủi nhục, bị những kẻ có tiền sàm sỡ. Khi Võ Tòng trở thành anh hùng đánh hổ, Phan Kim Liên từng cầu xin chàng hãy dẫn cô đi khỏi địa ngục trần gian đó, nhưng Võ Tòng từ chối. Từ đó Phan Kim Liên mới ngã vào vòng tay của Tây Môn Khánh, lên kế hoạch giết Võ Đại Lang và tái hôn với tình nhân làm người thiếp thứ năm. Dù vậy, so với tiểu thuyết, động cơ và hành động của Phan Kim Liên hay nhân vật Lý Bình Nhi, Quách Khả Doanh thủ vai đều xuất phát từ những nỗi khổ riêng. Những người phụ nữ này là nạn nhân của chế độ phong kiến nam quyền, Phan Kim Liên trượt dài theo những dục vọng, ganh ghét, đều cuối cùng nhận lấy kết cục thảm thương, tự sát ngay trước phần mộ của Võ Đại Lang. Hiện nay, nhiều tác phẩm cải biên từ Kim Bình Mai ít chú trọng đến nội dung, nhân vật Phan Kim Liên được khắc họa là dâm phụ lẳng lơ quá mức, trang phục hở hang, có nhiều cảnh khoe thân. Không những vậy, nữ diễn viên đảm nhiệm cũng không có ngoại hình nổi bật, không thể so sánh với Ôn Bích Hà. Ôn Bích Hà tên thật là Ôn Bích Ngọc, quê ở Quảng Đông, Trung Quốc, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1966. Cô xuất thân trong một gia đình quân nhân có đến 8 người con và chỉ có mỗi mình cô tham gia lĩnh vực nghệ thuật. Vào nghề diễn rất sớm, 15 tuổi, vẻ đẹp của Ôn Bích Hà đã được phát hiện và nhận vai chính khi mới ở tuổi 17. Vai diễn đầu tiên của Ôn Bích Hà là vai diễn trong bộ phim điện ảnh Cô Gái Xinh Đẹp của đạo diễn Lê Đại Vĩ. Vai đầu tiên của Ôn Bích Hà ghi lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả, nhưng không phải vì diễn xuất mà bởi gương mặt gợi cảm. Bộ phim truyền hình gắn liền với tên tuổi Ôn Bích Hà là Bông hồng lửa với vai chính Hải Triều. Nhân vật Hải Triều được xem là một vai diễn tiêu biểu của Ôn Bích Hà. Đường Triều Yêu Cơ là bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên của Ôn Bích Hà với vai diễn Dương Quý Phi, một dân nữ tuyệt sắc bị ép vào cung. Tuy là một diễn viên khá xinh đẹp với khuôn mặt hiền, nhưng Ôn Bích Hà lại là một diễn viên thể hiện rất nhiều vai phản diện. Cô đã từng được khán giả bình chọn là diễn viên đóng vai phản diện tốt nhất. Những bộ phim có sự tham gia của Ôn Bích Hà được khán giả yêu thích có thể kể thêm như Huyết Thủ Ấn, Thi Công Kỳ Án, Đát Kỷ Trụ Vương. Vai diễn trong Đát Kỷ Trụ Vương là vai diễn Ôn Bích Hà tâm đắc nhất.